Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 364 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share video để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ ở bên dưới, tiên giới liên tục khuếch trương, hư không chấn động, vũ trụ không ngừng kéo dài ra ngoài, biến hỗn độn hồng mông thành thiên tài địa bảo, trời sao đại lục, đại thủy phong hỏa. Hỗn độn bất diệt thì hành động khai thiên sẽ không ngừng lại, hoặc tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh, hao hết uy lực tan vỡ, hoặc hỗn độn bị khai sáng hoàn toàn. Đột nhiên thiên địa chấn động, chỗ hỗn độn mở mang, một luồng linh khí huyễn lệ sinh ra, rực rỡ và chói mắt. Trong linh khí vang lên tiếng đạo âm kỳ diệu, cao thâm khó dò, mắt Giang Nam sáng rực. Nguyên thủy chi khí sao? Giang Nam cưỡng ép thi triển nguyên thủy đại la thiên. Đại la thiên rách dưới xuất hiện, khắp nơi là cung điện đổ nát, ngôi sao hoang phế, không còn khí tượng thần thánh lúc ban đầu. Giang Nam vươn tay kéo nguyên thủy chi khí nuốt xuống ngay. Nguyên thủy chi khí vào người, Giang Nam cảm thấy vô cùng thoải mái. Nguyên thủy chi khí không chỉ là linh đan diệu dược thần kỳ nhất, nó chứa một ít ảo diệu tận cùng đại đạo. Tuy đạo thương của Giang Nam nghiêm trọng, thế nhưng nguyên thủy chi khí có thể chữa lành được. Tuy nhiên, nguyên thủy chi khí bên trong tiên giới rất hiếm hoi, Giang Nam muốn lành lặn hẳn thì cần rất nhiều nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí này xuất hiện nghĩa là sẽ có nhiều nguyên thủy chi khí hơn sẽ được sinh ra. Giang Nam suy tư giây lát, thầm nghĩ: tiên giới khuếch trương với khí độ của đế và tôn cùng bất không, đương nhiên sẽ sáng tạo một thời đại không thua gì thời đại nguyên đạo. Nếu tam giới còn ở chỗ cũ sẽ mất đi cơ hội phát triển mạnh. Tam giới vốn là 7 vũ trụ, đạo quân tiền sử chuyển thế luyện tập mở mang tiểu vũ trụ trước khi khai sáng tiên giới. Tiên giới mới là chính thống. Hiện giờ tiên giới khuếch trương, nguyên không gian hỗn độn, tam giới bé nhỏ không đáng kể sẽ bị thời đại đào thải. Hay ta vận chuyển tam giới vào trong tiên giới, vậy thì sinh linh tam giới sẽ không bị thời đại đào thải. Giang Nam lòng máy động, định đứng lên, bỗng nhiên mặt tái xanh thở dài. Bây giờ Giang Nam bị thương rất nặng, vận chuyển tam giới vào tiên giới hao tổn pháp lực rất lớn, trạng thái hiện tại của hắn không làm được. Giang Nam cố dốc hết sức ra chút pháp lực, biến thành một phù văn sắc lệnh, sắc lệnh rơi xuống Huyền Châu. Bên trong Huyền Châu, Càn Khôn lão tổ sớm dẫn đại quân quay về, sửa sang lại quân mã, kêu lãnh tụ các bộ đến bàn bạc việc tiên giới khuếch trương, Huyền Châu làm sao nuốt nhiều cương vực hơn nữa. Lúc này, một sắc lệnh rơi xuống tay Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ đọc lướt qua, mừng rỡ nói với các lãnh tụ Huyền Châu: giáo chủ bình yên vô sự, các vị không cần lo lắng. Lần này giáo chủ hạ lệnh cho chúng ta chuyển tam giới vào trong tiên giới. Đạo vương trầm giọng nói: hiện tại tiên giới tràn ngập các kho báu cơ duyên, chúng ta chuyển chúng sinh vào tam giới thượng giới, bọn họ có thể nhận một phần cơ duyên, được ích lợi lớn khai thiên tích địa. Mà khoan, ý quân sư nói giáo chủ kêu chúng ta chuyển tam giới chứ không phải chúng sinh tam giới sao? Đạo vương lộ biểu tình khó tin, hét lên thất thanh: chuyển vũ trụ tam giới vào tiên giới ư? Mấy lãnh tụ của Huyền Châu khác cũng bàn tán xôn xao. Càn Khôn lão tổ cười nói: đúng vậy, chuyển vũ trụ tam giới vào tiên giới, hỗn độn của thần có thể đẩy hỗn độn thiên quốc đánh vào tiên giới. Với lực lượng Huyền Châu hiện tại còn hơn cả hỗn độn thiên quốc, không khó chuyển tam giới vào trong tiên giới. Thế nhưng điều ta càng quan tâm là rốt cuộc được thấy thần toán quỷ bà thiên, tương lai chinh chiến tiên giới làm sao thiếu thần toán quỷ bà thiên được đấy. Nếu tam giới chuyển vào tiên giới thì quỷ bà thiên ẩn cư trong tam giới sẽ xuất hiện. Càn Khôn lão tổ sớm ngưỡng mộ cao thủ thần toán truyền kỳ này,
nhưng Giang Nam sợ an toàn của quỷ bà Thiên nên giấu bên trong tam giới. Tam giới được chuyển vào tiên giới, đương nhiên quỷ bà Thiên sẽ đi theo. Quỷ bà Thiên sao? Càn Nguyên Tiên Đế lộ ra vẻ suy tư. Ta có nghe Huyền Thiên giáo chủ nói bên người có một cao thủ thần toán, là một bà lão thần toán kinh người. Quỷ bà Thiên này có đấu lại Ma Kha Thiên Quân được không? Hiện giờ tiên giới lại mở ra, hai đạo cung có biến đổi, không còn là đạo cung ban đầu. Hai cung trở thành một phần trong đạo quả của Tiên Đế Tiên Tôn. Đế cung của Tiên Đế cũng đặt trong hai đạo cung. Bây giờ thời thế thay đổi, đế cung biến mất. Càn Nguyên Tiên Đế không còn là tiên đế trên danh nghĩa của tiên giới. Từ Hạm cũng không còn là tiên hậu. Tiên giới vô chủ, không ai làm chủ tiên giới được. Thời đại giáo môn thống trị tiên giới đã đến. Thật ra tiên giới bây giờ càng lúc càng rộng lớn, khó có thế lực khổng lồ nào thống nhất tiên giới được. Dù thống trị trên danh nghĩa cũng không thể. Trừ phi Chứng Đạo Quân mới chiếm cứ chính thống, nếu không các đại giáo môn chỉ giành được một góc nhỏ nhoi. Huyền Châu là thế lực lớn nhất tiên giới, cũng không thể nuốt hết được tiên giới. Thiên Vi cười nói, ta từng nghe lão gia nói qua, quỷ bà ba và Ma Kha từng đấu trong vô nhân cấm khu. Bà ba trên cơ của Ma Kha. Đám người rung động, Ma Kha Thiên Quân là tồn tại như thế nào đây? Thủ lĩnh Hỗn Độn Thiên Quốc, khống chế một nửa quân lực Hỗn Độn Thiên Quốc, có tiếng là đại trí tuệ cổ thần, là cường giả thần toán được tiên giới công nhận. Quỷ bà Thiên chỉ là một tiểu nhân vật đẳng cấp chân tiên, vậy mà đấu với Ma Kha Thiên Quân lại còn trên cơ, thật khiến cho người khó có thể tin tưởng. La Hầu La cũng trở về Huyền Châu, đứng chung với các thủ lĩnh. La Hầu La thu hoạch nhiều ích lợi trong cuộc chiến độ kiếp của Giang Nam. Tu vi thực lực nhảy vọt lên một trong những tồn tại mạnh nhất tiên giới. La Hầu La thầm nghĩ, Ma Kha Thiên Quân kêu ta ở lại Huyền Châu chuẩn bị ám sát một người, hay người này là quỷ bà Thiên đấy? Hèn gì, Ma Kha cứ kêu ta giết nàng, chắc vì thần toán thua quỷ bà Thiên. Càn Khôn Lão Tổ trầm giọng nói, lúc trước tiên giới tràn ngập các loại cơ duyên đế và tôn để lại, quấy nhiễu thiên cơ, khiến cho thần toán vô dụng. Hiện tại cơ duyên này đã kết thúc rồi, 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh sẽ bị hủy đi trên đường khai thiên. Thiên cơ dần dần phục hồi bình thường lại. Năng lực thần toán của Ma Kha Thiên Quân sẽ tỏa sáng trong thời đại này. Ta có thể giúp tiên giới khống chế đại cục. Thế nhưng với cường giả hiểu biết thần toán như Ma Kha Thiên Quân thì ta lo không xuể. Bây giờ giáo chủ không có ở đây, thế nhưng có quỷ bà Thiên thì Huyền Châu có thể thừa dịp cơ duyên khuếch trương lớn mạnh. Giờ cần gấp nhất là chuyển tam giới vào tiên giới, mời vị quỷ bà Thiên này. Nhưng tam giới to lớn, làm sao vận chuyển lên đây? Làm sao anh kích tam giới mà không bị thương chúng sinh trong đó? Đây là một vấn đề khó khăn. Tịch Ứng Tình cười nói, Huyền Châu ta tụ tập nhiều chí bảo tiên đạo, dựa vào lực lượng chúng nó nâng tam giới lên, bảo vệ tam giới, lại oanh kích tiên giới. Vào trong tiên giới có những chí bảo tiên đạo bảo vệ, sẽ không có sinh linh bị hại. Kiếp số của Giang Nam đã qua, các chí bảo tiên đạo quay về với chủ nhân. Trong 10 chí bảo tiên đạo rơi vào Huyền Châu có Hồng Mông Kim Phiên, Hỗn Độn Tiên Kiếm, Hỗn Nguyên Thiên Tán, Hỗn Nguyên Tam Tiên Sát Đạo Đồ, Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh, Huyền U Chấn Đạo Đỉnh và La Thiên Khánh Vân. Trong đó Huyền U Chấn Đạo Đỉnh và Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh chỉ xem như là một nửa. Nếu cộng thêm Đinh Thiên Nguyên Thung trong tay của Giang Nam là 7 chí bảo tiên đạo rưỡi thuộc về Huyền Châu. Huyền Châu xuất động mấy ngàn vạn tiên nhân dốc hết lực lượng hạ giới. Tình hình đó làm cho các giáo môn tiên giới giật mình. Năm xưa Giang Nam mang 1.400 vạn tiên nhân thượng giới đã rất rung động tiên giới. Qua thời gian dài phát triển, năm đạo tổ Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân truyền đạo tiên giới, thu môn sinh rộng rãi, càng phát triển ngũ giáo phái, thành thế lực số 1 tiên giới, tiên nhân đông đúc đông đảo. Cuộc chiến tầng hư không thứ 7 tiên giới, Huyền Châu toàn chọn tinh anh đi tầng hư không thứ 7. Mặc dù chết khá nhiều, thế nhưng Huyền Châu không bị thương nguyên khí nặng gì. Giờ phút này mấy ngàn vạn tiên nhân cùng hành động khiến người rung động vô cùng giật mình. Nhưng rung động thì mặc rung động, bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo khai thiên tích địa, mở mang Hỗn Độn Hồng Mông. Tiên giới có mảng lớn bảo địa, thiên tài địa bảo vô chủ. Tình hình bên Huyền Châu mặc dù khiến người động lòng, nhưng các giáo môn tập trung sức lực
tầm mắt vào việc thăm dò không gian mới, tìm dị bảo, phúc địa mới trong tiên giới. Mấy tháng trôi qua, rất nhiều động tiên bị phát hiện. Thường có tin ai phát hiện một ngọn núi lớn, tiên thiên, tiên kim tổ thành. Lại có người phát hiện một đại dương toàn là tiên khí, tiên dịch. Có người tìm được một quả trứng tiên, trong đó dưỡng dục tiên thiên sinh linh khủng bố, chưa xuất thế đã thoát ra hơi thở kinh thiên động địa. Có người tìm một tòa cổ thành tiên sử để lại trong hỗn độn xa xưa, thành cổ chưa bị hủy diệt trong các tịch diệt kiếp, không bị mở mang khi khai thiên tích địa. Lại có người phát hiện trên đường khai thiên tích địa, thiên địa thật sự tự nhiên sinh ra ma địa, có yêu ma trời sinh siêu mạnh. Có người tìm được tiên thiên tiên vực vô cùng thần thánh, hơn hẳn những tiên thiên tiên vực hoàn chỉnh xuất hiện trong hư không tiên giới. Các kho báu vô tận xuất hiện trong không gian mới được mở mang. Mỗi một bảo địa, kho báu bị tìm ra sẽ dẫn đến cuộc tranh giành đẫm máu. Có một số kho báu kinh động các giáo môn, đại giáo chinh chiến với nhau. Quần hùng của Huyền Châu đã biến mất mấy tháng, không có bóng dáng bọn họ. Hôm nay đột nhiên vang lên một tiếng nổ đứt tai, tiên giới rung lắc dữ dội, chấn động các tiên châu. Các ngôi sao mới hình thành trên bầu trời cũng bị chấn nát đánh bay. Các tiên nhân lòng rung động nhìn hướng phát ra thanh âm đinh tai nhức óc đó, trông thấy hình ảnh khiến người hoảng sợ. Một vũ trụ vô cùng khổng lồ khảm vào vách tiên giới, đang rung lắc xâm nhập vào tiên giới. Vũ trụ kia do vô số thế giới tổ thành, hình dạng kỳ lạ, 33 trọng thiên, từng tầng xếp hàng, hơi giống nguyên tháp. Xung quanh 33 trọng thiên lơ lửng các thế giới, ngân hà, tinh tú. Những thế giới này có đủ kiểu đủ hình, có hình dạng như ngọc, có như đỉnh tơ, có to như bảo tháp, có như chuông to, quay quanh 33 trọng thiên. Các thần điện đứng thẳng tầng trên cùng, hình dạng và cách bài bố hơi giống với nguyên thủy Đại La Thiên của Huyền Thiên Giáo Chủ. Những tầng thiên này không phải từ đại đạo biến ra mà là thật sự tồn tại, rất đơn sơ, không tinh xảo bằng nguyên thủy Đại La Thiên của Huyền Thiên. Vũ trụ khổng lồ ầm ầm chấn động, các tiên nhân đứng trên các tầng thiên thúc dục Hồng Mông Kim Phiên, La Thiên Khánh Vân, Hỗn Nguyên Thiên Tán, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ. Các chí bảo tiên đạo bao quanh vũ trụ kỳ lạ, oanh kích vách tiên giới, xâm nhập vào bên trong. Điên thật rồi. Trong tiên giới, các giáo chủ đại giáo bị kinh động, giật mình nhìn cảnh tượng này. Thiên Hoàng Đạo Quân hét lên chói tai. Huyền Thiên Giáo Chủ bị điên rồi, định chuyển tam giới vào tiên giới sao? Điên hết sức rồi. Đám người Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Vô Tà Đạo Quân, Linh Nữ, Ma Kha Thiên Quân nhìn vũ trụ dần xâm nhập tiên giới, lòng vừa giật mình lại vừa hoảng sợ. Tam giới to tương đương với 7 hỗn độn thiên quốc, vận chuyển vũ trụ đó đánh vào tiên giới. Hành động điên cuồng như thế chỉ có kẻ điên Huyền Thiên Giáo Chủ mới dám làm. Tam giới và tiên giới, vậy là quỷ bà thiên cũng sẽ đi theo. Mắt Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng cười tà. Quỷ bà thiên, cao thủ thần toán là kình địch của ta. Thế nhưng chắc ngươi không ngờ rằng ta sớm để lại hậu chiêu, quân cờ La Hầu La sẽ lấy mạng của ngươi. Chở ngươi chết trong tay La Hầu La thì tiên giới này còn ai ngăn cản thần toán của ta được nữa đây. Cuối cùng tam giới hoàn toàn xuyên thấu vách tường tiên giới, đụng vào tiên giới. Vũ trụ này tuy rất khổng lồ nhưng so với tiên giới bây giờ thì rất nhỏ bé. Tiên giới hiện tại quá lớn, tam giới như hạt cát trong sa mạc. Tiên giới vẫn đang không ngừng khuếch trương, rất khó tưởng tượng sau khi tiên giới hoàn toàn mở mang sẽ có lãnh địa to lớn đến đâu. Đám tiên nhân của Huyền Châu vận chuyển tam giới bay vào trung tâm tiên giới, nơi có Huyền Châu. Vũ trụ vẫn giữ hình dạng cũ như một tòa bảo tháp. Tiên giới đè ép vũ trụ liên tục rút nhỏ lại. Dù sao tam giới không phải vũ trụ cao đẳng như tiên giới, sau khi nó vào tiên giới sẽ bị chèn ép rút nhỏ. Các tiên nhân Huyền Châu lắc người, vô số tiên đạo bay ra khỏi cơ thể, rậm rạp như sợi xích đan xen hư không tam giới, tinh cầu, ngân hà, đại lục tới luyện tam giới. Lại có các tiên nhân cầm tiên khí biến thành nước mưa rót xuống tam giới, tăng độ cứng của tam giới lên. Có nhiều tiên nhân lấy pháp bảo ra, pháp bảo tỏa tiên quang chiếu rọi hư minh tam giới, ổn định không gian. Các tiên của Huyền Châu bận rộn, Càn Khôn Lão Tổ dẫn quần hùng tự mình tiếp đãi quỷ bà thiên. Càn Khôn Lão Tổ cười nói,
Đại thế đương thời đã đến, sao có thể thiếu quỷ bà bà được? Thế nhưng quỷ bà bà thật là khó tìm. Nếu không chuyển tam giới đi, e rằng bà bà vẫn còn đang thanh tú. Quỷ bà Thiên chống gậy cười nói: Quân sư, đoạn thời gian trước dù có tìm được lão thân cũng vô dụng thôi. Hậu chiêu của đế và tôn che mất thiên cơ, lão thân không tính ra được gì. Mọi người nhìn chằm chằm vào bà lão. Quỷ bà Thiên tóc bạc da mồi, vóc dáng thấp lùn, tu vi yếu như bốn. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Thái Tử tò mò hơn ai hết. Quỷ bà Thiên nhìn mọi người, gật gù, cười tủm tỉm nói: Các vị đều là dương cốt, nhân tài dương cốt, nhưng các vị muốn trở thành đế, thống trị tiên giới này thì còn kém một chút hỏa hầu, một chút lửa. Chắc tiên đế sau này không ra từ Huyền Châu. La Hầu La lòng máy động, trong đầu vang lên tiếng Ma Kha Thiên Quân truyền âm nói: La Hầu La giáo chủ, phải giết quỷ bà Thiên bằng được. Diệt người này là đại nghiệp hỗn độn của thần ta, không còn ai ngăn được nữa đâu. Bây giờ nghi khoan động sát khí, chờ lúc ra tay mới lộ ra sát khí, nếu không nàng sẽ cảm ứng được. Ngay lúc này, quỷ bà Thiên nhìn La Hầu La cười toe toét nói: La Hầu La ma tổ, có gì không? Tim La Hầu La đập nhanh, mới rồi gã chỉ nghe Ma Kha Thiên Quân nói một câu, chứ lòng chưa từng động sát khí. La Hầu La thấp thỏm thầm nghĩ: May mắn mẫu thân không kêu ta giết quỷ bà Thiên, nếu không sẽ bị quỷ bà Thiên nhìn thấu lòng ta. Quỷ bà Thiên mở mắt ra, lại nhìn hướng La Hầu La. Trán La Hầu La toát mồ hôi lạnh, cười gượng hỏi: Lão thân nhìn ta làm gì vậy? Quỷ bà Thiên cười kỳ lạ, không trả lời. Mắt Càn Nguyên Thiên Quân lóe tia sáng, cười nói: Xin hỏi lão thân, đế tương lai của tiên giới sẽ hoa rơi nhà ai đấy? Bà cần xem quần hùng tiên giới mới nhìn ra ai là tiên đế tương lai được. Quỷ bà Thiên run run nói: Các vị, bà mệt mỏi, xin hãy tản đi, bà cần nghỉ ngơi. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Giang Tuyết, Hồng Đạo Nhân rời đi. La Hầu La đang định đi thì quỷ bà Thiên đột nhiên kêu gã lại: La Hầu La đạo tổ, xin dừng bước lại, bà có chuyện cần bàn với ngươi. La Hầu La lòng máy động, vừa lo âu vừa hưng phấn. Linh nữ Ma Kha Thiên Quân muốn La Hầu La trừ khử quỷ bà Thiên có thể không nghe lời Ma Kha, nhưng gã phải nghe theo linh nữ. Nhưng quỷ bà Thiên nhìn La Hầu La hai lần làm cho gã phập phồng lo sợ, lo bị bà lão này nhìn ra dấu vết gì. Hiện giờ quỷ bà Thiên kêu La Hầu La ở lại, cho gã cơ hội tiêu diệt nàng, một dịp tốt trời cho. Mọi người tan họp, trong đại điện chỉ còn lại quỷ bà Thiên và La Hầu La. La Hầu La đang định khi nào ra tay, đột nhiên quỷ bà Thiên cười nói: La Hầu La đạo tổ, lão thân sẽ nói cho đạo tổ biết, nếu ngươi giết ta sẽ có hậu quả như thế nào. Tim La Hầu La rất kế bịch, vội nói: Bà nói cái gì vậy? Quỷ bà Thiên giọng cây gậy, cười tủm tỉm: Ma Kha Thiên Quân và linh mẫu thân của ngươi tuy đều là đại cao thủ, ngươi cũng rất lợi hại, nhưng hễ nổi lên sát niệm với lão thân là sẽ không gạt được lão thân đâu. La Hầu La đạo tổ, nếu ngươi giết lão thân thì cũng khó có thể thoát khỏi cái chết được. Lão thân chết đi, đế huyền bệ hạ tức giận, ai chịu nổi cơn giận của bệ hạ đây? Ai bảo vệ được ngươi? Ngươi cảm thấy người đó là linh nữ hay Ma Kha ngăn được uy lực một chiêu của bệ hạ? Trán của La Hầu La toát mồ hôi lạnh. Quỷ bà Thiên thay biểu tình khác, cười tủm tỉm nói: Lão thân thấy ngươi không giống với người chết yếu, nếu ngươi giết lão thân thì chính là người chết yếu. Nếu ngươi không động vào lão thân, tương lai ngươi sẽ là năm lãnh tụ của tiên giới, cao cao tại thượng. Trong thiên địa hiếm có tồn tại nào xếp trên được ngươi. Lão thân xem ngươi tuyệt đối không sai đâu. La Hầu La im lặng. Quỷ bà Thiên cười nói: Đường đường là ma tổ, nhưng là người không có quyết đoán, nhiều lần bị người giật dây. Lão thân thấy xấu hổ dùm cho ngươi. La Hầu La nghiêm túc nói: Bà muốn không bị người điều khiển nói dễ hơn làm. Thật buồn cười.
Quỷ bà Thiên lạnh lùng nói: Ma tổ đường đường là nam nhi, thiên hạ hiện thời có mấy người xứng gọi là đạo tổ? Người xếp vào đạo tổ ma đạo mới ngang hàng với tiên đạo mới. La Hầu La đạo tổ trong năm đạo tổ lại bị người liên tục giật dây, ma tính của ngươi ở đâu rồi? La Hầu La hiểu ý ngay, vội khom người vái: Xin bà ba hãy chỉ dạy cho ta. Quỷ bà Thiên cười nói: Bây giờ tiên giới mở mang, có không gian rộng lớn vô ngần, ngươi cần gì nhớ đến Hỗn Độn Thiên Quốc hay Huyền Châu? Thiên hạ to lớn, chỗ nào không có đất cho ngươi dung thân? La Hầu La đạo tổ, sự nghiệp của ngươi không ở Huyền Châu, không ở Hỗn Độn Thiên Quốc, mà là bên ngoài, không gian rộng lớn bên ngoài kia. Hãy mang theo giáo chúng, giáp đồ của ngươi rời khỏi Huyền Châu, đảo hoang khai thác đất. Sau này ngươi nhìn xem trong thiên hạ còn bao nhiêu người có thể điều khiển được ngươi. La Hầu La mừng rỡ, lại không người vái, xoay người đi. Không lâu sau, Càn Khôn lão tổ vội vàng tìm Quỷ bà Thiên, dậm chân nói: Bà bá, nói gì với tiểu tử La Hầu La vậy? Hắn kéo mấy trăm vạn ma tiên rời khỏi Huyền Châu rồi. Quỷ bà Thiên cười nói: Quân sư đừng nóng vội, nếu lão thân kêu Hồng đạo tổ, Quân đạo tổ, Kế đô ma tổ, phu nhân Bỉ Ngạn của quân sư rời khỏi Huyền Châu, chắc quân sư sẽ nhảy cẫng lên thôi. Càn Khôn lão tổ hét lên thất thanh: Để năm đạo tổ rời khỏi Huyền Châu, vậy Huyền Châu ta còn lại gì đấy? Còn lại rất nhiều. Quỷ bà Thiên bình tĩnh nói: Năm vị đạo tổ ở bên ngoài khai hoang, đánh chiếm thiên hạ đều thuộc về Đế Huyền bệ hạ. Giáo chúng môn sinh của bọn họ là giáo đồ giáo chúng của bệ hạ. Sau này bệ hạ kêu một tiếng là năm đạo tổ đến châu, đàn tiên đến bái. Nếu để bọn họ ở lại Huyền Châu, năm tổ là đạo tổ thời đại tiên đạo, đế và tôn sống lại thấy bọn họ đều ở dưới tay bệ hạ sẽ nghĩ sao đấy? Tim Càn Khôn lão tổ đập nhanh, khẽ thở dài: Đế và tôn sẽ có cái gai trong lòng, dù không nói ra thì vẫn có khúc mắc thôi. Quỷ bà Thiên gật đầu cười nói: Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hám cũng không thể ở lại Huyền Châu. Càn Nguyên từng là tiên đế, danh hiệu tiên đế không tầm thường. Đế trong đế và tôn là tiên đế, nếu Càn Nguyên ở dưới tay Đế Huyền bệ hạ, sau này sẽ gây ra tranh chấp thị phi. Càn Khôn lão tổ trố mắt líu lưỡi, giây lát sau nói: Tiên đế sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ? Quỷ bà Thiên cười nói: Vấn đề không phải nhỏ nhen hay không, mà là mặt mũi kìa. Nếu Đế Huyền bệ hạ trở thành tồn tại ngang hàng với đế và tôn thì thu Càn Nguyên vào tay cũng không sao cả. Nhưng nếu Đế Huyền bệ hạ không có thực lực này, một chút xíu dấu vết cũng sẽ thành nguyên nhân tương lai chết đi. Lão thần không phóng đại, cẩn thận là hơn. Đến độ cao như Đế Huyền bệ hạ càng phải hết sức cẩn thận hơn nữa. Càn Khôn lão tổ nhíu mày nói: Ba thiên quân Càn Nguyên, Mông Tốn, Từ Hám rời khỏi Huyền Châu, năm đạo tổ mang ngũ giáo phái rời đi, Huyền Châu ta còn lại gì? Đại thế lực khác tấn công thì chúng ta làm sao ngăn cản? Quỷ bà Thiên cười đáp: Quân sư, còn có ngươi. Càn Khôn lão tổ thở dài nói: Bà nói đúng, ta vốn có lòng trợ giúp giáo chủ tranh hùng thiên hạ, nuốt vũ trụ, lên ngôi tiên đế, thống nhất tiên giới, cũng để thỏa mãn chí khí của ta. Mấy lời của bà nói làm lòng ta lạnh. Không, nếu Đế Huyền bệ hạ trở thành đế của tiên giới thì chết chắc rồi. Quỷ bà Thiên lắc đầu nói: Đế Huyền bệ hạ là thần không phải tiên. Đế Huyền bệ hạ lên ngôi tiên đế sẽ cho người lý do giết bệ hạ, chết chắc, chết chắc thôi. Quân sư hãy xem đạo quả của đế và tôn, quân sư không thấy sợ sao? Đừng để tồn tại như thế cho lý do giết ngươi. Ít nhất khi ngươi chưa đủ sức mạnh thì để cho bọn họ có cơ hội. Đế Huyền bệ hạ có thể sống đến bây giờ chủ yếu vì hắn luôn bảo vệ tiên giới, không cho đạo quân tiền sứ phá hủy tiên giới, bóp chết tiên đạo.
Đây là nguyên nhân đế và tôn nhịn đế huyền bệ hạ cho đến bây giờ, cho bệ hạ ích lợi. Không phải tiên nhân nhưng muốn thống trị tiên giới, lão thần e rằng đế và tôn sẽ không tha thứ. Càn Khôn lão tổ im lặng giây lát, sau thở hắt ra nói: đa tạ bà chỉ điểm, ta sẽ bàn bạc với nhóm Hồng Đạo Tổ Càn Nguyên. Nếu đẳng cấp thiên quân rời khỏi Huyền Châu thì thực lực Huyền Châu sẽ rất yếu ớt, gặp phân tranh gì thì mong bà hãy giúp đỡ ta. Quỷ bà Thiên gật đầu. Lúc này thiên địa đột nhiên lay động, Đại La Thiên tam giới rung động, hất bay các tiên nhân đi. Đại La Thiên bay khỏi tam giới, hướng tới bầu trời tiên giới. Là giáo chủ triệu hồi Đại La Thiên. Càn Khôn lão tổ nhìn một cái, tò mò liền hỏi: giáo chủ triệu hồi Đại La Thiên làm gì đấy? Quỷ bà Thiên liền thúc giục: quân sư, mau làm công việc rồi dẫn đại quân Huyền Châu ta tìm kiếm bảo bối trong tiên giới. Nếu chậm chân, sợ là động tiên bị người cướp đi hết thôi. Trên đỉnh tiên giới, bầu trời không ngừng được nâng cao, vũ trụ càng lúc càng lớn. Giang Nam ngồi xếp bằng trên đỉnh, triệu hồi Đại La Thiên đến xem xét kỹ. Đại La Thiên là Giang Nam tạo ra khi mở mang hỗn độn Hồng Mông xếp vào thiên cao nhất tiên giới. Một mặt nào đó, Đại La Thiên chính là pháp bảo của Giang Nam. Nhưng Giang Nam rời khỏi tam giới đã lâu, sau này không tiếp tục tế luyện Đại La Thiên. Hiện tại nó rất bình thường trong mắt hắn, không ổn định như tiên giới. Mấy hôm nay Giang Nam thu được vài nguyên thủy chi khí, vết thương lành vài phần, phục hồi một chút thực lực, nên nảy ra ý định rèn luyện lại Đại La Thiên. Ta thành đạo nhờ Đại La Thiên, sau đó rời khỏi tam giới, bỏ nó lại đó. Không ngờ bây giờ lại nhặt nó về. Đại La Thiên này sẽ là báu vật tiên thiên bất diệt của ta. Linh quang bất diệt tràn ngập quanh thân Giang Nam, linh quang bay vào Đại La Thiên. Từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang đan xen vào nhau, lặp lại tế luyện khiến cho Đại La Thiên dần dần ổn định hơn. Trong Đại La Thiên đã không còn sinh linh, hết thảy bị Giang Nam đánh bay. Nhưng đằng sau Lăng Tiêu Bảo Điện có một gốc thần thụ tên là Đế Hoàng Thụ, từng sợi thụy thải. Giang Nam là môn hạ của Bình Thiên lão tổ, tham ngộ ra hình dạng ban đầu của Nguyên Thủy Đại Đạo và ngộ đạo dưới cây này là cây hắn thành đạo. Giờ phút này trên cây có 7 ổ chim rộng 2-3 trượng, 7 con chim xanh ở trong các tổ chim. Khi Đại La Thiên chấn động, cánh chim ôm thân cây không bị hất ra ngoài. Thì ra là 7 vật nhỏ này. Giang Nam nhìn 7 tổ chim trên Đế Hoàng Thụ cười nói: các người lớn lên ở riêng cũng được, chúng ta có duyên, ta sẽ cho các người một cơ duyên. Càng nhiều linh quang bất diệt bay ra khỏi người Giang Nam, dung nhập vào Đế Hoàng Thụ. Có nhiều linh quang bay vào người 7 con chim xanh. 7 con chim xanh tẩm trong các linh quang bất diệt biến ra từ Nguyên Thủy Đại Đạo, ngơ ngẩn không biết trời giáng phúc duyên. Giang Nam tế luyện một lúc lâu, đột nhiên chộp đất đai mênh mông của tiên giới mới mở mang. Đá trên núi tiên lăn xuống lộ ra tiên thiên kim tinh vô cùng tinh thuần, tốt hơn tiên thiên tiên kim rất nhiều. Mấy ngọn núi tiên này qua vài vạn năm nữa sẽ dưỡng dục ra sinh linh giống như An Thanh Tiên Quân. Giang Nam không thèm nhìn, trực tiếp luyện hóa mấy ngọn núi tiên dung nhập vào Đại La Thiên. Tiếp theo Giang Nam vươn tay chộp trời sao mênh mông, bắt lấy mấy trăm ức ngôi sao xoa nắn. Trăm ức ngôi sao bị luyện hóa đánh vào Đại La Thiên. Âm âm, một dòng sông khí huyết bay từ đỉnh đầu Giang Nam lên cao, đụng thủng thiên đỉnh, lôi kẻ hỗn độn Hồng Mông bao la như dòng sông rót vào Đại La Thiên thành biển Hồng Mông. Giang Nam lại thu gom tiên khí luyện thành áng mây trong Đại La Thiên, thu tiên dịch luyện thành thiên hà, làm Đại La Thiên to hơn trước gấp mấy trăm lần. Giang Nam ngồi xuống, dùng tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện, lặp đi lặp lại luyện Đại La Thiên nhỏ như lúc ban đầu. Giang Nam vươn tay chộp tiên giới và hỗn độn, cứ thế lặp lại liên tục. Giang Nam luyện bao nhiêu là hỗn độn Hồng Mông tự nhiên, tiên khí, tiên dịch, tiên kim, ngôi sao vào trong Đại La Thiên. Vẫn còn thiếu một ít trụ hoang thần thạch. Các cung điện làm bằng trụ hoang thần thạch bay ra, đó là thần thạch Giang Nam góp nhặt từ cấm khu Thần Mẫu Đạo Quân, mảnh đất bỏ hoang, dùng tịch diệt thiên hỏa luyện hóa vào Đại La Thiên. Giang Nam cứ tế luyện lặp đi lặp lại như thế. Đại La Thiên và Đế Hoàng Thụ
7 con chim xanh trên cây toát ra đặc tính tiên thiên bất diệt linh quang. 7 con chim xanh được nhiều ích lợi. Giang Nam dùng đại đạo, pháp lực của mình tế luyện chim, lại đưa tinh hoa hấp thu từ vô số thiên tài địa bảo vào Đại La Thiên, khiến thực lực của các con chim xanh tăng vọt, mỗi giây tiến bộ hơn khổ tu 100 năm. Giang Nam luyện lại Đại La Thiên tương đương với luyện các con chim như tiên thiên pháp bảo, nhưng chúng nó có sinh linh, không hoàn toàn là pháp bảo. Giang Nam tế luyện các con chim, thế nhưng không xóa bỏ linh trí, khiến cho chúng nó được lợi ích rất phong phú. Mấy tháng sau, Giang Nam không tế luyện Đại La Thiên nữa. Hắn chộp tiên kim trong Hồng Mông tự nhiên, tiên giới, luyện chế lô bồng. Lô bồng là một bước quan trọng của Giang Nam. Đại La Thiên là một góc trời của Giang Nam, lô bồng là góc trời hắn chuẩn bị cho người phe mình. Giang Nam dùng cách tiên thiên chí bảo luyện chế lô bồng Đại La Thiên. Trong dòng thời gian, Giang Nam lĩnh ngộ ra cách luyện chế tiên thiên chí bảo, tham ngộ đạo diệu của tiên thiên chí bảo. Nhưng muốn luyện thành tiên thiên chí bảo, trừ cảnh giới đại viên mãn đạo quân ra, còn cần lĩnh ngộ đại đạo lên đến tối cao. Trong hai điểm này, Giang Nam chưa làm được cái nào. Tuy Giang Nam thăng lên cảnh giới nguyên thủy thần quân, nhưng cách luyện thành tiên thiên pháp bảo vẫn còn rất xa xôi, càng đừng nói đến chí bảo. Luyện thành tiên thiên pháp bảo không cần tài liệu hữu hình, chỉ dùng đại đạo biến thành linh quang từ bản thân, một chút linh quang bất diệt luyện thành tiên thiên pháp bảo. Đây là lý do tại sao tiên thiên pháp bảo như vạn chú thiên trung bị đánh nát, không có mảnh nhỏ tài liệu pháp bảo nào, chỉ có từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang. Hiện giờ Giang Nam chưa đến cảnh giới luyện chế tiên thiên pháp bảo, hắn chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo bù đắp cảnh giới yếu kém. Nếu Giang Nam đến cảnh giới đạo quân thì không cần nhờ vào bất cứ tài liệu hữu hình nào, chỉ dựa vào linh quang bất diệt của mình là có thể luyện thành hai tiên thiên pháp bảo. Chờ lô bồng Đại La Thiên luyện thành, Giang Nam treo hai pháp bảo trên đỉnh tiên giới. Vô số thần tượng to lớn đứng trong Đại La Thiên cung khuyết trầm lắng vĩ địa, từng báu vật biến ra từ linh quang treo cao, các ngôi sao chiếu rọi. Lô bồng thì các loại bảo vật treo cao, mỗi thứ có kỳ diệu riêng. Trong lô bồng, trừ linh quang bất diệt biến ra báu vật, còn có một cây quạt ba tiêu, một con mắt, một cục thịt. Giang Nam vươn tay chỉ, khí thế cuồng bạo dâng lên từ quạt ba tiêu. Một thân thể vạm vỡ hình thành trong cây quạt là bộ dạng của Thánh Ma Thiên Tôn. Giây lát sau, Thánh Ma Thiên Tôn ra khỏi quạt ba tiêu, ngước lên nhìn Giang Nam. Thánh Ma Thiên Tôn hét lớn: "Huyền Thiên giáo chủ, ta không phục ngươi!" Giang Nam mặc kệ Thánh Ma Thiên Tôn, một người bước ra từ con mắt là Quỷ Nhung Đạo Quân, sắc mặt âm trầm quan sát bốn phía. Quỷ Nhung Đạo Quân bay lên cao, muốn lao ra khỏi lô bồng nhỏ, nhưng mặc cho gã va đụng thế nào, vừa bay khỏi lô bồng liền bị hai linh quang bất diệt bắt giữ, trói chặt kéo trở về. Cục thịt mấp máy biến thành nữ nhân yêu kiều 16 xuân xanh, là Lê Hoa Thánh Mẫu trang điểm kiểu thiếu phụ. Lê Hoa Thánh Mẫu đứng dưới lô bồng im lặng nhìn xung quanh. Trong nhân kiếp, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân bị Giang Nam đánh chết thân thể, đạo quả tự trốn nên không mất mạng, mà bị hắn trấn áp trong lô bồng. Giờ đây Giang Nam giải trừ trấn áp, ba người sống lại từ đạo quả của mình. Thánh Ma Thiên Tôn chộp quạt ba tiêu trong tay, cười gằn nói: "Huyền Thiên, có giỏi thì quang minh chính đại đánh 300 hiệp đi." Giang Nam buồn cười nói: "Thánh Ma đạo hữu, bây giờ kiếp số của ta đã quá, cần gì tiếp tục đánh giết đây? Hơn nữa ba vị không làm gì ta được, cứ đấu tiếp cũng vô nghĩa thôi." Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu hoảng sợ: "Kiếp số của ngươi đã qua sao?" Lê Hoa Thánh Mẫu lạc giọng nói: "8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh, chí bảo tiên đạo giáng kiếp vào ngươi, kiếp số như thế mà ngươi vượt qua được." Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân vô cùng rung động. Chí bảo tiên đạo là báu vật đạo quân, uy lực một cái đã vượt qua bất cứ thiên quân nào. Huống chi tới 9 chí bảo tiên đạo oanh giết Giang Nam, lại còn 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo, kiếp số như thế cũng vượt qua được, thực lực của Giang Nam mạnh đến mức nào đây? Giang Nam dịu dàng cười nói: "Nếu những báu vật này phát huy hết uy lực thì ta khó mà vượt qua được. Nhưng ta dùng méo ép tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo khai thiên,
ba vị đạo hữu hãy nhìn xem. Giang Nam chỉ vào tiên giới, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu đưa mắt nhìn, lòng vừa giật mình vừa hoảng sợ. Tiên giới bây giờ to hơn trước khi ba người chết gấp mấy trăm lần, rộng lớn bát ngát. Ngũ sắc lên, tạo hóa chi môn, kim long giản, các tiên thiên pháp bảo sừng sững trong bát hoang tiên giới, liên tục oanh kích hỗn độn hồng mông, khai thiên tích địa. Nguyên Trung ở chính giữa định tiên giới, Nguyên Tháp ở trên cao nâng hư không tiên giới, Nguyên Đỉnh ở bên dưới chống tứ cực tiên giới. Ba tiên thiên linh bảo rung lên bần bật, bộc phát đạo uy bất diệt khủng bố, mở mang hỗn độn, rẽ hồng mông, khiến tiên giới tiếp tục được khuếch trương. Các tiên châu nhanh chóng trưởng thành, hấp thu thiên địa linh khí, sinh ra từ khai thiên tích địa. Mỗi tiên châu lớn hơn trước gấp mấy chục lần. Vô Nhân Cấm Khu vốn rộng mênh mông thì biến thành đốm nhỏ xíu trong tiên giới, bé xíu xiu. Giang Nam cười nói: tiên giới bây giờ hoàn toàn khác hẳn trước kia. Ba vị nhìn thấy, 3.000 tiên châu đã thành hình, có kho báu và lãnh địa vô tận chờ quần hùng tiên giới khám phá, chiếm lĩnh. Những động tiên toàn là vật đất vô chủ cả. Ba vị đạo hữu không động tâm hay sao? Tất nhiên Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân và Lê Hoa Thánh Mẫu động lòng. Lê Hoa Thánh Mẫu cười khẩy nói: giáo chủ nhốt chúng ta trong lâu bồng, giờ còn nói mát chúng ta hay sao? Giang Nam mỉm cười, vươn tay chỉ, áp lực trên người Lê Hoa Thánh Mẫu, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân nhẹ hững. Quỷ Nhung Đạo Quân vội bay ra khỏi lâu bồng, không bị ngăn cản nữa, gã sửng sốt. Lê Hoa Thánh Mẫu cũng bay ra, Thánh Ma Thiên Tôn do dự một lúc cũng ra khỏi. Ba người cũng không đi ngay. Thánh Ma Thiên Tôn ngước đầu nhìn Giang Nam, thân thể hắn to lớn, đối lập với ba người, nhỏ thấy tội nghiệp. Thánh Ma Thiên Tôn cao giọng quát lên: Huyền Thiên, ngươi tính bày trò gì đấy? Nói thẳng ra đi. Quỷ Nhung Đạo Quân cũng ngửa đầu hét lên: đúng vậy, ta không tin ngươi bắt ba chúng ta rồi dễ dàng thả ra như vậy. Giang Nam nhìn xuống ba người tí hon, cười nói: ba vị đạo hữu đương nhiên có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ba vị đi thì đi, đạo quá phải giữ lại ký thác trong Đại La Thiên của ta. Ba người ngây ra, Thánh Ma Thiên Tôn cười gằn: để lại đạo quả của chúng ta, ký thác trong Đại La Thiên của ngươi. Huyền Thiên giáo chủ, chúng ta làm như vậy chẳng lẽ là giao sinh tử vào tay ngươi khống chế? Ngươi muốn chúng ta sống thì sống, muốn chúng ta chết liền chết hay sao? Quỷ Nhung Đạo Quân lạnh lùng cười nói: ngươi tính hay thật. Lê Hoa Thánh Mẫu quát to: đi. Ba người bay lên, chạy ba hướng khác nhau. Quỷ Nhung Đạo Quân, Thánh Ma Tiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu tự biết không làm gì Giang Nam được, nên không công kích hắn mà quay đầu bỏ chạy. Đánh nhau với Giang Nam là không có phần thắng, nhưng Thánh Ma, Lê Hoa, Quỷ Nhung chắc chắn nếu bọn họ muốn trốn thì hắn không giữ ba người lại được. Giang Nam cười nói: ba vị đạo hữu, các người ký thác đạo quá vào góc nào trong tiên giới thì đế và tôn cũng muốn các người chết lúc nào là các người chết lúc đó thôi. Đạo quả của các ngươi ký thác trong tiên giới hay trong Đại La Thiên của ta có gì khác nhau? Giang Nam không truy kích, lô bồng chuyển ra chấn động, chuông to treo dưới lô bồng bay lên, bồ đoàn, lư hương bay ra khỏi lô bồng. Cái chuông to đuổi theo, Thánh Ma Thiên Tôn chụp xuống, Thánh Ma Thiên Tôn thân bất do kỷ bay lên, bị thu vào chuông to. Bồ đoàn đuổi theo Quỷ Nhung Đạo Quân, trong bồ đoàn bay ra từng đợt linh quang bất diệt, trói chặt gã. Quỷ Nhung Đạo Quân thân bất do kỷ rơi vào bồ đoàn. Lư hương đập vào lưng của Lê Hoa Thánh Mẫu, mặc cho nàng di chuyển góc độ nào cũng không trốn thoát được. Lư hương càng lúc càng nặng, đè chặt nữ đạo quân chuyển thế bên dưới lư hương. Ba người bị bắt ném vào lô bồng. Giang Nam không thèm nhìn Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân tiếp tục tế luyện Nguyên Thủy Đại La Thiên và lô bồng. Giang Nam ngẫu nhiên ra tay lôi kéo Nguyên Thủy chi khí sinh ra từ khai thiên tích địa. Hiện giờ Nguyên Thủy chi khí sinh ra trong tiên giới không còn được bao nhiêu. Các Nguyên Thủy chi khí cách Giang Nam khá xa, có nhiều cường giả đang sưu tầm tìm kiếm Nguyên Thủy chi khí, có người đã lấy được. Ưu thế của Giang Nam là hắn đứng trên thiên cao nhất của tiên giới, bất cứ nơi nào hễ sinh ra Nguyên Thủy chi khí là hắn phát hiện đầu tiên.
Giang Nam ra tay trước mấy cường giả tiên giới, tiên tri tiên giác, nên hắn được nhiều nguyên thủy chi khí hơn. Giang Nam không hoàn toàn hấp thu luyện hóa mấy nguyên thủy chi khí, luyện một phần vào Đại La Thiên và Lô Bồng, nâng cao uy lực hai báu vật này. Trong Lô Bồng, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu không cảm thấy áp lực gì, Giang Nam không chấn áp bọn họ. Ba người nhìn nhau, Thánh Ma Thiên Tôn nhỏ giọng nói: Huyền Thiên định khuất phục chúng ta, để chúng ta biết có trốn thế nào cũng không chạy ra lòng bàn tay hắn được. Huyền Thiên thật đáng hận, nhưng hắn có thực lực đấy. Nói đi phải nói lại, chúng ta không chỉ có hư danh. Hay thế này đi, ta công kích Giang Nam, còn hai vị thừa dịp trốn đi. Đả kích tự tin của Huyền Thiên, cho hắn biết chúng ta có thể xưng hùng tiền sử, không phải loại có tiếng không có miếng. Ba người bàn bạc xong, Thánh Ma Thiên Tôn lấy quạt ba tiêu ra, hô quạt xông hướng Giang Nam. Thánh Ma Thiên Tôn quát lớn: Huyền Thiên, chịu chết đi, hãy ăn một đòn của ta. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân cùng đánh ra thần thông mạnh nhất của mình vào người Giang Nam. Hai người bay khỏi Lô Bồng trốn hướng tiên giới. Giang Nam đưa lưng về phía Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, mặc kệ ba người công kích sau lưng hắn. Ba tiếng nổ trầm đục vang lên, Giang Nam chịu đựng đòn công kích mạnh nhất của ba người, cơ thể không lung lay một ly. Chỉ có Thánh Ma Thiên Tôn xông tới sau lưng Giang Nam, hô quạt ba tiêu thổi vạt áo hắn bay lên. Thánh Ma Thiên Tôn giật mình, gã đi tới sau lưng Giang Nam vẫn rất nhỏ bé, hắn thật là to lớn. Giang Nam như lệch trời, ngồi đưa lưng về phía Thánh Ma Thiên Tôn. Dù thế nào thì phải để cho Lê Hoa, Quỷ Nhung trốn thoát được. Thánh Ma Thiên Tôn cầm giống, thân hình trứng to, cơ bắp nhô ra khỏi làn da như sắp nứt toác vậy. Thánh Ma Thiên Tôn hét lên: Lớn, lớn, lớn. Chớp mắt, cơ thể Thánh Ma Thiên Tôn to vô số lần, người khổng lồ vô song, cao ước vạn dặm. Giang Nam vẫn như lệch trời, ngồi đưa lưng hướng Thánh Ma Thiên Tôn, dường như gã biến to thì hắn cũng to theo vậy. Thánh Ma Thiên Tôn vẫn chỉ là bé tí hon. Thánh Ma Thiên Tôn gầm rú liên tục, hô nắm đấm điên cuồng công kích Giang Nam. Trong khoảnh khắc tung ra nhiều thức, Thánh Ma Thiên Tôn thi triển tất cả thủ đoạn của mình, nhưng trông như con kiến hô nắm tay với người khổng lồ, rất là buồn cười. Thánh Ma Thiên Tôn đột nhiên nghe giọng của Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân: Huyền Thiên giáo chủ, chúng ta phục rồi. Thánh Ma Thiên Tôn quay đầu lại, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân rơi vào Lô Bồng, ánh mắt bàng hoàng chán nản. Hiển nhiên hai người thấy Thánh Ma Thiên Tôn tấn công Giang Nam buồn cười như kiến cảng lay cây, bị đả kích trước giờ chưa từng có. Thánh Ma Thiên Tôn suy sụp, không tấn công nữa. Thánh Ma Thiên Tôn ủ rũ nói: Giáo chủ, ta phục. Ba vị đạo quân chuyển thế bị hàng phục, Giang Nam không khó xử bọn họ. Giang Nam chỉ khiến Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân ký thác đạo quả vào Đại La Thiên, sau đó để cho ba người rời đi. Ba đạo quân chuyển thế đi xa. Thánh Ma Thiên Tôn thở dài thiên thượt, ngoái đầu nhìn Đại La Thiên lơ lửng trên đỉnh tiên giới. Đại La Thiên tỏa ra từng đợt linh quang bất diệt, đôi khi hiện ra muôn vàn dị tượng, có lúc trở về tĩnh lặng. Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu nói: Sau này trong năm tháng vô tận, chúng ta khó có thể lấy lại những gì đã mất được. Quỷ Nhung Đạo Quân cười khẩy nói: Tuy bây giờ Huyền Thiên mạnh đến biến thái, nhưng chúng ta làm sao chịu thua dễ như vậy được. Miễn chứng đạo đạo quân thì sợ gì không lấy lại được những gì đã mất đây. Chúng ta có kinh nghiệm kiếp trước chứng đạo, đời này chứng đạo quân càng dễ dàng hơn kiếp trước. Chỉ cần chứng đạo quân sớm thì sợ gì Huyền Thiên đây. Lê Hoa Thánh Mẫu trầm giọng nói: Đúng vậy, chứng đạo quân rồi, Đại La Thiên của Huyền Thiên không làm gì được đạo quả của chúng ta được. Khi đó lấy lại đạo quả là xong thôi. Ba đạo quân chẳng lẽ không đánh lại một thiên quân hay sao? Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu nói: Tiền giới hiện thời muốn chứng đạo quân khó khăn biết bao. Không lĩnh ngộ 3000 đại đạo mà muốn chứng đạo quân thì nói dễ hơn làm. Các người cũng thấy 3000 đại đạo rồi, nên biết chúng nó chỉ là hình dạng ban đầu, không được hoàn chỉnh. Đừng nói tham ngộ hết 3000 đại đạo, chỉ tính bổ sung hoàn chỉnh đại đạo chúng ta có được đã rất khó khăn rồi. Chứng đạo quân càng không biết đến bao giờ đấy.
Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu gật gù, cảm thấy tương lai thật tối tăm. Nếu Phật Tôn để lại 3000 đại đạo toàn là hố to cả. Trước khi lấy được 3000 đại đạo thì bọn họ tràn ngập khát khao, cho rằng được đại đạo của Đại Viên Mãn Đạo Quân thì tu vi thực lực sẽ tăng vọt. Với ánh mắt kiến thức, nội tình tích lũy qua các thời đại của bọn họ, hoàn thiện 3000 đại đạo dễ như trở bàn tay. Nhưng chiếm được 3000 đại đạo rồi, thực lực tiến bộ thật. Song song đó, bọn họ phát hiện hoàn thiện 3000 đại đạo khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Hoàn thiện 3000 đại đạo của mình chiếm được đã khó, càng đừng nói tham ngộ thấu suốt từng cái, hiểu rõ tinh diệu trong đó rồi hoàn thiện. Hiện giờ muốn chứng đạo quân trong tiên giới khó khăn hơn bất cứ thời đại nào gấp trăm lần. Kiếp trước người nào chứng đạo quân thì kiếp này đa số dừng bước trong cảnh giới thiên quân, hiếm ai thành tựu đạo quân được. Chúng ta khó chứng đạo quân thì những người khác cũng vậy thôi. Thánh Ma Thiên Tôn trầm giọng nói: Hai vị đạo hữu, bây giờ khai thiên tích địa, trong thiên địa có nhiều thiên tài địa bảo, thần thánh tương lai. Chúng ta hãy cố gắng chiếm lĩnh đất vô chủ, chiếm mấy chỗ thánh địa, miễn cho đi muộn không còn cháo mà húp đâu. Lê Hoa Thánh Mẫu cười nói: Thánh Ma đạo hữu lo quá rồi, tiên giới bây giờ mênh mông, dù là thiên quân muốn từ bên này bay đến bên kia cũng mất mấy chục năm. Chờ tiên giới mở mang xong, thiên quân bay trăm ngàn năm cũng không đến cuối được. Muốn phân chia hết động tiên không dễ dàng. Nói vậy nhưng ba người nhanh chóng chạy đi tiên giới. Không biết đoạn thời gian này giáo môn của chúng ta có còn hay không. Ba người chạy tới ma môn của Thánh Ma Thiên Tôn trước, nhìn xong trái tim lạnh lẽo. Ma môn Thánh Ma Thiên Tôn thành lập giờ đây hoang vắng, vốn có hơn trăm vạn giáo đồ, giáo chúng, giờ không còn một mống. Bảo khố của ma môn bị chuyển đi hết, các kho báu mất sạch. Thánh Ma Thiên Tôn phát ra thần thức tìm kiếm bốn phía, cuối cùng tìm được một lão tiên nhân. Thánh Ma Thiên Tôn hỏi thăm, lão nhân trả lời: Phó giáo chủ, nghe nói thánh giáo chủ chết đi nên dẫn trăm vạn giáo chúng tham gia Ngọc Kinh Thánh Giáo, bây giờ làm phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo rồi. Lòng của Thánh Ma Thiên Tôn lạnh lẽo. Phó giáo chủ ma môn là Minh Phạn Tiên Quân, một trong 72 đệ tử của Đế và Tôn. Không ngờ Minh Phạn Tiên Quân cuốm tài nguyên ma môn đại giáo của Thánh Ma Thiên Tôn đầu nhập vào chỗ Ngọc Kinh Thiên Quân. Nguy rồi. Quỷ Nhung Đạo Quân biến sắc mặt nói: Ta phải nhanh chóng đi Tam Nguyên Thánh Giáo nhìn xem, miễn cho giáo của ta cũng bị người nuốt đi. Lão tiên nhân kia run run nói: Tam Nguyên Thánh Giáo ư? Ta nghe nói phó giáo chủ Tam Nguyên Thánh Giáo dẫn theo giáo chúng tham gia vào Ngọc Kinh Thánh Giáo. Quỷ Nhung Đạo Quân đứng ngây như phỗng, không biết làm sao. Phó giáo chủ Tam Nguyên Thánh Giáo là Tư Khấu Thiên Quân, một trong 72 đệ tử của Đế và Tôn. Lê Hoa Thánh Mẫu hỏi dồn: Còn Nhân Đạo Thánh Giáo của ta thì sao? Nghe nói Thánh Giáo chủ Nhân Đạo Thánh Giáo thông chất tiên quân dẫn theo giáo chúng tham gia Ngọc Kinh Thánh Giáo, không biết là thật hay giả. Lê Hoa Thánh Mẫu nghe vậy tức khộc máu. Thông chất tiên quân là một trong 72 đệ tử của Đế và Tôn, ba đạo quân chuyển thế, tay chân lạnh lẽo. Giây lát sau, Thánh Ma Thiên Tôn tức giận nói: Thì ra mấy tên kia là gian tế Ngọc Kinh xếp vào giáo môn của chúng ta. Uổng công chúng ta cho nhóm Minh Phán địa vị cao, chúng ta xảy ra chuyện là bọn họ nuốt hết đại giáo chúng ta vất vả gây dựng lên. Ba người ủ rũ, bị nuốt giáo môn là chuyện nhỏ, quan trọng là giáo lý của bọn họ, là công pháp của bọn họ. Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu để lại kinh điển chấn giáo. Tuy không có công pháp đẳng cấp đạo quân, nhưng dù là công pháp thiên quân cũng không tầm thường. Ngọc Kinh Thiên Quân chẳng những cướp giáo môn của bọn họ, cũng gom hết công pháp Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân để lại. Ngọc Kinh chỉ là thiên quân trong dân bản xứ tiên giới, không phải đối thủ của chúng ta. Bây giờ giết đến Ngọc Kinh Thánh Giáo, chém phản đồ, dạy Ngọc Kinh một bài học. Ba người bàn bạc xong hỏi thăm vị trí Ngọc Kinh Thánh Giáo. Thế nhưng càng biết nhiều thông tin thì Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân càng giật mình. Ngọc Kinh Thánh Giáo là đại giáo môn số một đương thời trong thiên hạ, nuốt mười mấy giáo môn lớn nhỏ. Không chỉ có Tam Nguyên, Ma Môn,
nhân đạo, mấy giáo môn giáo phái, các đạo quân tiền sử chết trong tay Giang Nam. Thần mẫu đạo quân huyết tổ thành lập cũng bị Ngọc Kinh Thánh giáo nuốt đi. Uy danh của Ngọc Kinh Thánh giáo còn trên cả ngũ giáo phái của năm đạo tổ Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân. Gọi Ngọc Kinh Thánh giáo là đại giáo đệ nhất thiên hạ cũng không đủ. Giáo chủ giáo môn khác như Thái Nhất Thiên Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn nhanh chóng cách chức phó giáo chủ dưới tay, đuổi ra khỏi giáo môn. Những phó giáo chủ giáo môn đa số là một trong 72 đệ tử của đế và tôn. Thánh Ma Thiên Tôn thở ra lầm bầm: Ngọc Kinh tụ tập kinh điển mười mấy giáo môn, thu gom kinh điển mười mấy đạo quân chuyển thế lại, sợ là Quỷ Nhung đạo quân cảm thấy ngọn lửa rực cháy trong ngực bị dập tắt, hắn lên tiếng nói: Ngọc Kinh nắm giữ Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh cộng với kinh điển của mười mấy đạo quân chuyển thế, hơn 2.000 vạn đại quân tiên nhân, chúng ta không phải đối thủ của Ngọc Kinh. Lê Hoa Thánh Mẫu vừa khóc vừa cười: Dân bản xứ tiên giới không thể khinh thường, có ai ngờ Ngọc Kinh không chút bắt mắt lại âm hiểm như vậy, đi đến một bước này. Chúng ta chịu thiệt trong tay Huyền Thiên giáo chủ thì thôi, không ngờ một Ngọc Kinh bình thường cũng làm chúng ta ăn quả đắng như vậy. Thôi, bây giờ tiên giới mở mang nhiều lãnh địa hơn, xuất hiện nhiều tiên thiên sinh linh, trời sinh địa dưỡng, vâng chịu khí vận tiên giới sinh ra. Những sinh linh này sẽ có nhân vật vượt qua đám Ngọc Kinh, chúng ta hãy đi thu môn đồ, gây dựng lại giáo môn thôi. Lúc bấy giờ trên Đại La Thiên, Giang Nam liếc nhìn tiên giới, hắn sớm biết rõ kết cuộc giáo môn của Thánh Ma, Quỷ Nhung và Lê Hoa Thánh Mẫu. Giang Nam khâm phục kế sách của Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân thống trị thiên hạ. Trong hai đạo cung, đa số 72 đệ tử thuộc về phe Ngọc Kinh Thiên Quân. Lúc nhiều thiên quân rời khỏi hai đạo cung, các thiên quân lẻn vào các đại giáo vì khống chế chúng. Tâm kế của Ngọc Kinh thâm sâu, lợi hại. Bước tiếp theo, chắc Ngọc Kinh sẽ đối phó với thần mẫu đạo quân đấy. Giang Nam thu về tầm mắt, tìm kiếm tầng hư không thứ 8. Giờ phút này, tầng hư không thứ 8 đã tan vỡ không còn một mảnh. Những quan tài đen chấn áp trong tầng hư không thứ 8 biến mất hết. Trong các quan tài đen chấn áp thân thể Tịch Diệt đạo nhân, đế và tôn chém Tịch Diệt đạo nhân cắt thành nhiều miếng, phong ấn trong các quan tài, tránh cho Tịch Diệt đạo nhân sống lại. Thật kỳ lạ, Tịch Diệt đạo nhân thừa dịp tiên giới rối loạn đã trốn đi đâu rồi? Giang Nam thầm nghĩ, Tịch Diệt đạo nhân còn tưởng rằng ta hủy diệt tiên giới rất vui mừng, ai ngờ công giá chàng chắc lòng rất bực bội. Theo lý thì tầng hư không thứ 8 tan vỡ, Tịch Diệt đạo nhân không thể vào tiên giới được, thế nhưng tại sao lúc này lại không thấy hắn đâu vậy? Tịch Diệt đạo nhân mất tích không thể tìm kiếm, Giang Nam đi tìm tung tích của Hỗn Độn Ôn Đế. Tiên giới rộng lớn, dù thực lực của Giang Nam kinh người, vết thương đã lành, nhưng hắn không cách nào tìm ra chỗ ẩn nấp của Hỗn Độn Ôn Đế được. Bây giờ kiếp số đã qua, 8 thiên thiên pháp bảo linh bảo sẽ tan vỡ, Hỗn Độn Ôn Đế sẽ không kiêng dè như trước nữa. Hơn nữa khai thiên tích địa, dưỡng sinh vô tận linh khí, tiên dược tiên thảo, thậm chí có nguyên thủy chi khí, Hỗn Độn Ôn Đế sẽ nhanh chóng phục hồi tu vi thôi. Giang Nam nhíu mày thầm nghĩ, huyết tổ cũng đã sinh ra, cộng thêm Tịch Diệt đạo nhân không biết tung tích, Vô Cực Thiên Tôn, tương lai tiên giới sẽ rất khó khăn đấy. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên điếc tai, chấn động tiên giới. Giang Nam vội nhìn hướng phát ra thanh âm, lòng rung động. Trong Bát Hoang tiên giới, trên một khu đất hoang, tiên thiên thần đăng liên tục bộc phát uy lực đã vỡ, tiên thiên pháp bảo đầu tiên đã tan vỡ. Tiên thiên thần đăng vỡ thành nhiều mảnh linh quang bất diệt, linh quang vụt tắt càng ngày càng tối tăm, cuối cùng tan rã bên trong thiên địa. Nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh lao tới ngay, lấp đầy khoảng trống. Sau khi tiên thiên thần đăng tan vỡ, tiếp tục mở mang Hỗn Độn Hồng Mông. Giang Nam nhìn mấy tiên thiên pháp bảo khác, tiên thiên kim long giản hay tiên thiên ngũ sắc liên đều đã nứt nẻ. Các tiên thiên pháp bảo này vẫn có uy lực rất mạnh, các báu vật khổng lồ như vũ trụ thu nhỏ vậy. Nhưng có vết rạn, nghĩa là các pháp bảo đã đến cực hạn, cách tan vỡ không còn xa. 10 năm sau,
tạo hóa chi môn tan vỡ. Lại qua 10 năm, tiên thiên yểm ma thương nổ tung, tiên thiên hỗn nguyên châu cũng nối gót. Chưa đến 100 năm, 8 tiên thiên pháp bảo đã bị hỏng hết. Tiên thiên ôn đế quan mạnh nhất cũng bị lực phản chấn hỗn độn phá hủy. Tiên giới lại to lên gấp mấy lần, hỗn độn vẫn vô tận như không có cuối. Nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh rung lên bần bật, oanh kích hỗn độn, muốn mở mang hỗn độn hồng bông hoàn toàn. Hôm nay Giang Nam là người đầu tiên phát hiện tính trung nguyên trung trầm đục, tim hắn rất kế bịch. Nguyên trung to lớn không gì sánh bằng, nứt ra một vệt kinh người. Khả năng chịu đựng của nguyên trung đã đến cực hạn, cách tan vỡ cũng không còn xa. Nếu chưa từng mở mang hỗn độn, thế thì tiên giới không chịu đựng nổi áp lực hỗn độn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Không, không đúng, nguyên trung không thể nào đến cực hạn nhanh như vậy được. Cái trung này rõ ràng có thể đánh tới thời đại tiên sứ. Giang Nam dùng mình hét lên thất thanh. Bất không, không là đạo không. Đạo không hạn chế một phần uy lực nguyên trung, khiến cho nguyên trung hư hỏng nhanh hơn. Đạo không khiến nguyên trung sớm bị phá hỏng là có mục đích gì đây? Chẳng lẽ vì phá hoại bài bố của đế và tôn, khiến cho tiên giới hoàn toàn hủy diệt, biến thành hỗn độn hồng mông, gây dựng lại thời đại cổ thần hay sao? Giang Nam nhíu mày. Nếu ba tiên thiên linh bảo không thể hoàn toàn mở mang hỗn độn hồng mông, bị hỗn độn đè ngược lại sẽ hủy diệt thời đại tiên đạo. Đó là tịch diệt kiếp bao la hùng vĩ, thảm khốc vô cùng, đủ để hủy diệt thời đại tiên đạo hoàn toàn. Nhưng nếu tình huống kia xảy ra thì tộc hỗn độn cổ thần cũng sẽ bị diệt tuyệt. Trừ đạo quân điện trốn thoát ra được, không ai may mắn tránh khỏi được. Dù là vô nhân cấm khu cũng sẽ bị thiên địa hợp nhất phá hủy. Đạo không sẽ không làm như vậy. Thế thì mục đích của đạo không là gì đây? Giang Nam suy tư kỹ càng, nhìn các hành động của đạo không đạo nhân thì gã cực kỳ xem trọng chủng tộc. Nếu không đã chẳng trở mặt với đế và tôn vì mấy cổ thần bị giết. Nếu hỗn độn hồng mông đè ngược hủy diệt thời đại tiên đạo, chẳng những hỗn độn cổ thần chết đi, đạo không đạo nhân cũng chẳng thoát khỏi. Kết quả là đạo không đạo nhân không cố ý kiềm chế nguyên trung.